Hey anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ build cho anh em một con PC để dùng cho vấn đề là công việc. Và nó cực kỳ phù hợp với những anh em thường xuyên phải làm những công việc như là dựng video và đang muốn tìm cho mình một con PC để có thể dựng được những clip 4K mà phải đáp ứng được những tiêu chí như là nhỏ gọn này, đẹp này và hiệu năng cao. Đấy, kinh tế nữa. Và ở video này thì mình sẽ đi cùng anh em để có thể tìm hiểu và build cho mình một con PC có thể đạt được những cái tiêu chí trên. Bắt đầu rồi nào. Và để một bộ PC đáp ứng được cái tiêu chí nhỏ gọn thì đầu tiên là anh em sẽ cần phải có một bộ main MATX. Và như anh em nhìn thấy sau lưng mình, hôm nay thì mình sẽ sử dụng con B460 Aorus Pro. Và đây là một trong những con main mới ra mắt của Gigabyte và cũng là một trong những con main rẻ nhất ở thời điểm hiện tại, chạy trên cái nền tảng là socket 1200, có thể hỗ trợ được những CPU Gen 10. Một con main MATX tất nhiên là nó sẽ đi kèm với một bộ vỏ case MATX. Và lần này thì mình sẽ chọn bộ vỏ Jonesboro C3 Plus Silver Edition. Một bộ case không quá cầu kỳ về hình thức, nó đơn giản nhưng mà nó lại cho mình một cái tông màu bạc vô cùng sang trọng. Bên mặt hông này là kính cường lực show ra toàn bộ hệ thống bên trong của anh em. Nếu nhìn màu bộ vỏ case này, anh em sẽ liên tưởng đến những bộ PC đến từ Apple. Và anh em để ý này, thay vì các cổng kết nối được để ở phía trên hay là mặt trước của case thì ở Jonesboro C3 Plus được đặt ở phía dưới này, ở phía bên trái dưới này. Khi mà anh em đặt case ở trên bàn thì thường là đặt bên phía tay phải, thì cái vị trí từ anh em đến những cái cổng cắm nó rất là gần. Và cái điều này nó sẽ giúp cho anh em tiện lợi hơn mỗi khi cắm USB hay là những cái thiết bị của mình. Và những cổng cắm chúng ta có thì cũng rất là cơ bản thôi, hai cổng USB 3.0, dây cắm tai nghe và mic. Sơ sơ về bên ngoài thì như vậy. Bây giờ thì chúng ta hãy đi sâu hơn vào bên trong để có thể xem là bộ máy này nó có những cái gì để phục vụ cho anh em việc edit video tốt. Trang bị cho bộ case này thì sẽ là con chip i7-10700 với 8 nhân và 16 luồng. Nó sẽ là ngang ngửa với i9-9900 ở trước kia. Tuy nhiên thì mức giá nó lại rẻ hơn so với 9900K tại thời điểm hiện tại là 2,5 triệu. Và tất nhiên là chúng ta chỉ đang nói về cái số nhân và số luồng. Còn về cái tốc độ xử lý cũng như khả năng ép xung thì đương nhiên là 10700 không được như 9900K. Tuy nhiên thì i7-10700 lại là cái sự lựa chọn đáng tiền hơn ở thời điểm hiện tại. Bởi vì xét về hiệu năng và mức giá để anh em có thể sở hữu thì nó khá là kinh tế để anh em sử dụng. Và một điểm cộng nữa là với card tích hợp thì anh em sẽ tận dụng được Adobe QuickSync. Và khi mà render video thì anh em sẽ thấy rõ được cái sự xuất hiện của Adobe QuickSync nó cần thiết đến như thế nào. Và anh em sẽ có cặp RAM Corsair 32GB Burst 3000. Và với 32GB RAM thì nó là cần thiết trong việc xử lý video. Anh em sẽ không còn những cái hiện tượng giật lag hay là tràn RAM trong quá trình dựng file. Và với những cái file video 4K thì 16GB RAM gần như là không đủ. Vì trong quá trình biên tập cũng như dựng video thì anh em biết rồi đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái layer từ hình ảnh, tiếng, video và trên cả những cái file RAW 4K thì dung lượng rất là nặng và cái công việc phải xử lý cũng rất là nhiều. Vậy thì với 16GB RAM, anh em không thể nào mà có thể xử lý mượt mà tất cả các tác vụ trên được. Và ở con máy này thì mình đã trang bị cho anh em như đã nói là 32GB RAM bớt 3000. Và với dung lượng như vậy thì anh em có thể thoải mái mà xử lý những các công việc mà không lo tràn RAM hay là giật lag. Và để đồng bộ thì mình sẽ kết hợp với cạc màn hình Gigabyte GTX 1660 Super OC 6GB. Một con cạc đã không còn xa lạ gì với anh em, nhất là với những em game thủ. Nó thoải mái để anh em giải trí và chơi những tựa game yêu thích của mình, hay là những cái tựa game cao cấp hơn ở mức setting cơ bản. Và khi mà anh em làm những cái công việc liên quan đến dựng phim hay video thì ngoài một chiếc CPU mạnh để có thể render nhanh này, một cái cạc đồ họa để xử lý hình ảnh và RAM nhiều để anh em xử lý nhiều layer công việc cũng như là nhiều công việc khác nhau nó không bị giật lag hay tràn RAM, thì chúng ta cần phải lưu ý đến một yếu tố nữa và nó cũng rất là cần với những anh em mà yêu cầu làm những video 4K. Cái file RAW nó rất là nặng. Đó đương nhiên rồi, đó chính là bộ nhớ của anh em nó phải nhiều. Và ở bộ PC này thì mình đã song song cắm hẳn 3 bộ nhớ cho anh em. Và 3 cái ổ cứng lưu trữ cho anh em thì bao gồm một ổ cứng HDD Seagate Barracuda 2T, một ổ cứng SSD Gigabyte Aorus RGB 512GB và một SSD Gigabyte 240GB SATA. Với những anh em game thủ thì anh em sẽ có một câu hỏi, tại sao cần nhiều bộ nhớ đến vậy, có cần thiết không? Còn với những em làm video hay là những cái công việc liên quan đến sản xuất hình ảnh thì họ đã quá quen với vấn đề này rồi. 2T nó chỉ là đủ thôi. Và như anh em biết đấy, một cái file video 4K 60fps, cái dung lượng của nó rất là nhiều. Vậy nên là với một cái project dài hay là một cái video anh em cần phải sản xuất, nó rất là nhiều những cái file nhỏ như thế, nó tốn rất nhiều dung lượng. Và để có thể đảm bảo được quá trình và đủ file và không bị gặp những cái phiền hà khi mà dựng clip thì em cần phải có một cái bộ lưu trữ nó lớn và đầy đủ như vậy. Với ổ cứng đầu tiên là HDD Seagate Barracuda 2T thì nó sẽ được sử dụng với mục đích là để lưu trữ những file thô của anh em. Với 2T thì theo mình đấy, như mình đã nói, nó là đủ để anh em có thể lưu trữ những file thô nặng chưa qua xử lý và đồng thời là video final khi mà đã hoàn thiện.
Tiếp đến là ổ cứng SSD Gigabyte Aorus RGB 512GB là để anh em sử dụng thành ổ cài Win và cài các phần mềm để sử dụng. Điều đặc biệt nữa là đây là sản phẩm SSD cao cấp đến từ Gigabyte. Logo Aorus ở ngay chính giữa với đèn LED RGB hỗ trợ tới 5 hiệu ứng ánh sáng giúp anh em có thể tùy chỉnh màu sắc theo sở thích của mình. Với tốc độ đọc là 3480m/s và tốc độ ghi lên đến 2000m/s, cho tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh trong quá trình anh em sử dụng thông thường lẫn làm việc các cái tác vụ nặng. Và cuối cùng là ổ cứng SSD Gigabyte 240GB SATA để anh em có thể lưu trữ case cũng như là lưu trữ các file project trong quá trình dựng. Hai linh kiện cuối cùng cho bộ PC là nguồn và tản nhiệt thì mình đã chuẩn bị cho anh em một bộ nguồn đến từ FSP và có tên là FSP Hydro Series Model HD600 đạt chuẩn 80 Plus Bronze và bộ tản nhiệt khí cũng đến từ Zosbo CR1000GT. Đi kèm với đó là bộ 3 fan case Coolmon K3 RGB. Ngoài khả năng tản nhiệt và làm mát trong quá trình anh em dựng cũng như là render video thì nó còn mang tính thẩm mỹ khi anh em đặt bộ case này trên bàn làm việc. Không biết với những anh em thì như nào, còn với mình thì khi mà đặt case ở trên bàn và nhất là với những con case mà có LED như này này thì mình thường set chế độ LED đơn sắc để mình có thể tập trung hơn khi làm việc và không bị phân tâm vào những cái ánh đèn lập lò. Và tổng thể của bộ PC là như vậy. Và bây giờ tất nhiên rồi, anh em cũng sẽ rất quan tâm đến vấn đề hiệu năng. Và mình sẽ test trên Adobe Premiere và After Effects cùng với đó là một vài game nhẹ nhàng. Đầu tiên là ở game, ở độ phân giải Full HD và thiết lập là Medium Setting thì nói chung là bộ máy của chúng ta có những cái trải nghiệm nó khá là mượt và đều đạt trên 60fps, kể cả trên những cái tựa game đòi hỏi cấu hình cao, cái mức FPS drop rất là thấp và gần như không có khi nào xuống dưới 50fps và các bạn có thể yên tâm và trải nghiệm thoải mái trên con máy này. Tuy nhiên thì như tiêu đề, cái lý do mà các bạn xem video này không phải là ở gaming mà chúng ta sẽ dùng phần mềm Adobe, đặc biệt là Adobe Premiere và After Effects. Mình sẽ sử dụng bộ Benchmark của Purchase System với các file 4K 59.94fps với các định dạng file bao gồm H.264 và ProRes 422 ở trên những máy quay mirrorless phổ thông như là Panasonic GH5 hay là Sony Alpha cùng file RAW từ máy RED 4K và tổng điểm ghi nhận của hệ thống là 479 điểm, tức là ở mức trung bình. Nhưng cái điểm này là tổng hợp của rất nhiều những cái thành phần nên mình sẽ đi sâu vào cho các bạn ở ngay phía sau này. Đầu tiên là khả năng preview, khi mà đổ màu thì hệ thống đều chạy mượt mà kể cả ở chế độ full hay là 1/2. Tuy nhiên thì do sức mạnh phần cứng có giới hạn nên bộ máy không thể hoạt động tốt khi mà chuyển sang cái chế độ multicam. Nhưng mà cái chế độ này thì có lẽ là khá ít anh em sử dụng nếu như là anh em không phải là làm phim chuyên nghiệp. Còn về khả năng xử lý hiệu ứng ở trong Premiere thì ngoài các cái hiệu ứng nặng như là noise, lens flare và nó quá là ăn CPU thì những cái hiệu ứng còn lại phổ thông hơn như là key, sharpen hay là blur đều chạy khá là mượt mà. Tốc độ render của bộ máy cũng khá là tốt với trung bình khoảng 40fps/s ở cả hai định dạng là H.264 40Mbps hay là ProRes 422HQ bởi sự hỗ trợ mạnh mẽ đến từ công nghệ Intel QuickSync. Tiếp theo thì mình thử nghiệm với After Effects thì điểm đạt được rất là tốt ở con số là 959 so với 9900K là 1000. Do là có cái lượng RAM dồi dào nên là cái khả năng preview trên AE khá là ổn. Nhưng theo mình thì các bạn chỉ nên sử dụng AE ở mức cơ bản như là Edit Template, còn làm Motion thì không nên cho lắm. Cuối cùng thì với Photoshop, hiệu năng của chiếc 10700 kém 9900K chỉ khoảng 10% và tốc độ xử lý thành phần là rất tốt với việc sử dụng các cái tác vụ nặng như là Rain Correction, Reduce Noise trên các cái file ảnh 18MP RAW không tốn quá nhiều thời gian. Dù gì thì Photoshop không ăn CPU đơn nhân là chính mà đơn nhân thì nó luôn là điểm mạnh của Intel từ trước tới nay. Ngoài bài Benchmark bằng Budget System thì cấu hình Core i7-10700, 16GB RAM và GTX 1660 Super thì nó cũng đang là cái cấu hình mà mình sử dụng để dựng các cái clip mà các bạn đang xem. Video dựng của bọn mình dao động từ khoảng 150-200GB với định dạng file là BRAW từ máy Blackmagic Pocket 4K và khả năng preview thì phải nói là cực kỳ mượt mà, không hề bị drop FPS kể cả khi đổ màu và preview ở mức full. Cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm dùng máy này để edit các project 4K của Blackmagic. Mức nhiệt của máy cũng khá là tốt khi mình chạy Premiere trong khoảng gần 2 tiếng liên tục với các tác vụ như sử dụng bình thường. CPU đạt tối đa khoảng 85 độ và xung nhịp CPU đạt tới tận 4.7 GHz trên cả 8 nhân. Đây là mức xung gần như là tương đương với Core i9-10900K, nhưng mà cái nhiệt độ lại mát hơn rất là nhiều bởi tản nhiệt mình dùng ở đây chỉ có giá chưa tới 500.000. Và tổng chi phí để anh em sở hữu bộ máy này là 31.580.000. Và với kinh phí như vậy thì mình thấy nó khá là đủ và hợp lý để anh em có thể dùng và xử lý những video 4K trên những cái máy kỹ thuật số ở thời điểm hiện tại. Và nó phổ thông như là A6300 này, A6500, A7 Mark 3 hay là GH5. Và kể cả là với những cái file RAW cực nặng đến từ những máy quay chuyên dụng như là Blackmagic 4K thì anh em vẫn thoải mái có thể xử lý trên con máy này. Tuy nhiên thì với những file hạng nặng và đến từ những cái máy chuyên dụng như là RED hay là C300 thì em cần cân nhắc và được tư vấn để có thể nâng lên những cấu hình cao hơn để có thể phục vụ cho những cái file như vậy. Còn với con máy này thì nó là phù hợp để anh em xử lý những cái file video 4K của những cái máy phổ thông và với cái mức chi phí rất là thấp và vẫn mang tính thẩm mỹ cao. Và anh em nghĩ sao về con máy này? Nó có phù hợp cho anh em để edit những video 4K của những máy phổ thông hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên bấm like để ủng hộ cho chúng mình và bấm subscribe hình cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất. Ngoài ra thì
hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là Minh Tu Đà, phóng viên sản xà tại Hà Nội Computer.